phải đầu tiên trên bảng cân đối của em lợi nhuận của nó là bao nhiêu? Em nhìn. 57. Đúng rồi. Lợi nhuận trước thuế khi mà chưa xác định cái bút toán nợ 81 có 3334 là 107 triệu. Thế nhưng khi mà cho cái phần chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp vào thì lợi nhuận lúc này sẽ giảm đi. Được chưa? Mà ở đây chính là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay. Nhìn thấy không nhỉ? Này, nhìn dòng 4212 đấy là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay. Nghĩa là ở đây lợi nhuận này là lợi nhuận đã có cái tính thuế rồi. Đúng không? Thế bây giờ còn nhìn ở trên tài khoản đây 3334 của em này. Số tiền thuế mình xác định thêm, chị hỏi một tí này, trong năm em nộp 3 triệu rồi, đúng không? Rồi, thế bây giờ lại thêm một trường hợp nữa. Đây là chị đang nói 21 triệu này là trong năm em chưa nộp một khoản tiền thuế nào. Đúng không? Mà ở đây không hề nộp thì ở đây số dư phải là 21 triệu 563.725 đồng. Tuy nhiên, trường hợp thứ 3 là trường hợp mà chính là ở công ty em đang phát sinh luôn. Nghĩa là trong năm em đã nộp bao nhiêu? 3 triệu rồi. Thì khi xác định bút toán này, em sẽ lấy 21 trừ 3 còn 18 triệu 563 nghìn, đúng không? Thế thì bản thân như trường hợp này em phải vào chứng từ nghĩa vụ khác đây, sửa lại cho chị cái bút toán đấy và đồng thời bỏ cái bút toán kết chuyện cũ đi và kết chuyện bút toán mới, từ đó mới lên báo cáo tài chính của tình huống thứ ba đấy. Nghĩa là phải có mấy rất có rất nhiều tình huống xảy ra đấy, mà mình phải cần biết được doanh nghiệp mình đang nằm ở tình huống nào để mình xử lý nhá. Em hiểu chưa? Bây giờ em vào phần báo cáo, mở bảng cân đối ra thì lúc này đương nhiên là lợi nhuận cũng giảm đi, nhưng mà giảm ít hơn, đúng không? Và đồng thời cái tài khoản 3334 của em ấy nó thể hiện đúng bản chất luôn là trong năm em đã nộp 3 triệu rồi. Trên quyết toán của em là em phải nộp là 21 triệu. Nhưng em nộp 3 triệu rồi thì em còn lại là bao nhiêu nữa thôi? 18 triệu. Tiền lúc nãy vẫn là cái trường hợp này là vẫn là 21, đúng không? Bởi vì bên trên bảng cân đối của mình là nộp 3 rồi thì bây giờ số tiền nó còn lại là phải là đúng 18. Đồng thời ở trên HTKK này này thì em phải thể hiện có chỗ chỉ tiêu E. Số thuế doanh nghiệp tạm nộp trong năm này, E1 này này, 3 triệu. Rồi. Thì suy ra số tiền này này phải nộp là 18 triệu. Đúng rồi. Nhá. Ok. Vậy thì ba trường hợp em hiểu chưa? Từ đây mình mới lập vào báo cáo tài chính để mình nộp lên cơ quan thuế. Mình sẽ vào phần bảng cân đối quyết toán đây, 6 tháng đầu năm. Ví dụ vậy. Chọn hai phụ lục nhá. Bỏ gián tiếp đi, em chỉ làm một trong hai phương pháp thôi nhá. Bây giờ chị nói luôn cho em hiểu về bản chất của các chỉ tiêu ở trên bảng cân đối kế toán nhá. Một là cân đối kế toán này, mẫu thứ nhất, mẫu B01 gạch ngang DN theo thông tư 200 này nhá. Thì số dư đầu kỳ bảng cân đối kế toán này nó thể hiện tất cả các cái số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ không liên quan đến phát sinh trong kỳ, đúng không? Mà số dư đầu kỳ là căn cứ trên số liệu của cái dẫn cũ để lại cho em ấy, là nhặt lên đây thể hiện các nội dung này. Một nhỏ là tiền. Tiền mà tương đương tiền ở đây sẽ bằng dư nợ của 111 cộng 112 ở trên bảng cân đối. Thứ hai, phải thu của khách hàng bên nợ của tài khoản 131 cuối kỳ. Được chưa? Chứng minh 162 triệu. Phải không nào? Đầu kỳ chứ không quan tâm, 17 đầu kỳ là số liệu ở kế toán cũ ấy, chuyển sang rồi. Đúng không? Mà cũng căn cứ trên bảng cân đối số phát sinh luôn. Trả trước cho người bán là dư nợ của tài khoản bao nhiêu? 331, đúng không? Hàng tồn kho thì sẽ bằng cái gì? Bằng dư nợ của tài khoản 152 cộng 153 cộng 154, dư nợ đấy, cộng 155 cộng 156. Em hiểu chưa? Nhưng ở đây tất cả của mình 153 không còn số dư, 154 cũng hết, bởi vì bản chất của công ty em không có số dư. 155 hết thì chỉ có đúng cái số tiền này đây là 152. Bình thường có các bạn hiểu nhầm mà chỉ có 152 hoặc 153 hoặc là 156 ấy, mà tất cả kể cả 154 cũng đưa vào hàng tồn kho ở trên chỉ tiêu này. Hiểu chưa?
Rồi. Chi phí trả trước ngắn hạn là tài khoản nào? 242. 42 triệu này. Thấy chưa? Tuy nhiên, phần mềm Misa đang nhặt ở trên 242. Tức là khi mà phần mềm Misa nhặt lên là đang nhặt tổng hợp. Em hiểu chưa? Còn bản chất là chị em mình đang tách chi tiết ra thì em phải tự chia ở chỗ này nhá. Tự chia ở chỗ này cho nó đúng với bảng cân đối số phát sinh. Nguyên giá thì bằng dư nợ của 211. Được chưa? Ừ, giá trị 2 bằng lũy kế này, bao giờ cũng thế thôi. Đánh dấu âm và lấy số dư có của tài khoản 214. Bây giờ đến phần nguồn vốn. Phần nguồn vốn thì sẽ là phải trả cho người bán là dư có của tài khoản nào? Dư có của tài khoản 331 nhá. Dạ. Người mua trả tiền trước thêm chỉ tiêu nào? Có 131. Đúng rồi, bởi vì người mua trả tiền trước vào ngân hàng nợ 112 trên có 131 thể hiện nội dung là người ta trả tiền trước cho mình nhưng mình chưa thực hiện nội dung này, đúng không em? Rồi, tức là mình chưa thực hiện xuất hóa đơn cho người ta, tức là người ta đang ứng tiền trước cho mình thì dư có của tài khoản 131 là đúng rồi. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước là dư có của tài khoản 333. 333 trong đó có 3331, 3334 và các loại thuế khác. Hiểu không nào? Dạ. Rồi, phải trả ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác 2.133.000 có của tài khoản 338. Bao gồm các khoản bảo hiểm và các khoản phải trả phải nộp khác. Được chưa? Rồi. Vốn chủ sở hữu dư có của tài khoản 411. Đúng rồi. Lợi nhuận sau thuế cuối kỳ nha. Để chị nhìn trên bảng cân đối cho em xem này. Đây. Lợi nhuận ở đây trong trường hợp này là trường hợp đang lỗ, phải không? Nhưng mà trường hợp của mình sửa lại đây là nó sẽ bằng cái lỗ của năm trước mà nó trừ đi cái lãi của năm nay thì nó sang số cuối kỳ. Nếu lãi thì ghi số dương, mà nếu lỗ thì ghi số âm. Em hình dung ra không? Đây nhá. Rồi, đây trong trường hợp này là trường hợp mình sửa rồi ấy, thì lợi nhuận sau thuế này là lợi nhuận mà mình lấy cái lỗ của năm ngoái mà trừ đi cái lãi của năm nay ấy, nó còn dương thì 421 đây là sẽ là dương, còn cuối kỳ nó vẫn lỗ thì đương nhiên mình sẽ ghi âm. Đúng không nào? Này, trong đó nó giải thích này. Năm ngoái 59, năm nay là 89 thì đương nhiên là 89 mà cộng với 59 ấy, cộng với trừ thành trừ ấy thì sẽ là dương 30 triệu nhá. À, như vậy sẽ tổng tài sản và tổng nguồn vốn là phải bằng nhau, không được lệch dù chỉ là một đồng. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của bảng cân đối kế toán. Em hiểu chưa? Dạ rồi. Bây giờ đến cái bảng tiếp theo. Đó là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thì thực ra mà nói báo cáo lưu chuyển tiền tệ ấy, thì nó sẽ có các chỉ tiêu này. Thu tiền từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tất cả các khoản thu 01 và 06 này. Tất nói chung là tất cả các khoản thu mà không bị đỏ là mình sẽ đánh dấu dương nhá. Còn tất cả những khoản chi tên HTKK mà đỏ này này thì mình đánh dấu trừ phía trước. Hiểu chưa? Tuy nhiên là mình khi mình hất XML sang thì phần mềm tự hiểu rồi, mình cũng không cần phải tự đánh tay nữa rồi. Nói chung là các khoản thu này thì chị sẽ chứng minh cho em một cái chỉ tiêu nhá. Chỉ tiêu 01 là 2037261886 đi. Tại sao lại ra số tiền này thì chị sẽ cho em hiểu bản chất này. Thế khi thu tiền thì nó sẽ có các đối ứng này. Nợ cho tài khoản 111 có tài khoản 511, đúng không? Nợ cho tài khoản 111 trên có tài khoản 131, đúng không? Là đối ứng thứ hai. Nợ cho tài khoản 112 trên 131 là đối ứng thứ ba. Nợ 112 trên 515 nó sẽ lên ở đây, chỉ tiêu 01 nhá. Chứng minh nhá. 2037261886 đúng không? Này, chị xuất khẩu ra Excel về lưu chuyển tiền tệ luôn á. Đây là theo phương pháp trực tiếp. Các đối ứng này bao gồm sẽ là 111 này trên có 511 nhá. Có đúng không? Nợ 112 này trên có 131 này, đúng không? Nợ 111 này trên có 131 này, đúng không? Nợ 112 này trên có 515. Hết. Ok chưa?
sau đó để chứng minh được ra con số này, tại sao Misa lại lấy lên như thế, thì chẳng đâu xa, tất cả là đều ở phần tìm kiếm, đúng không? Mình đang chốt báo cáo đến 30 tháng 6 2018, cập nhật này nhá. Cập nhật đây là cập nhật điều kiện về ngày, thêm tài khoản gì, nợ, nợ cho tài khoản 112 nhá. Cập nhật này, thêm cái này em biết làm rồi đúng không? Yeah. Có 131 ví dụ như thế, cái này là nhiều nhất đúng không? Bao giờ cũng thể hiện số tiền. Cập nhật tìm kiếm, chị hướng dẫn em một cái, sau đó em sẽ thực hiện lại các cái đối ứng còn lại và đánh vào cái file Excel bên cạnh ấy. Chị đưa ra đây. Đây này. Nợ 112 có 133, số tiền bao nhiêu đánh vào đây, hiểu không? Rồi tương tự em tìm kiếm sao cho tổng cộng lại có đúng bằng số tiền 2.037 không nhá. Cộng lại cho chị đi. Có đúng không? Yeah. Chuẩn chưa? Đấy. Thế em hiểu được bản chất của lưu chuyển tiền tệ chưa nhỉ? Dạ. Yeah. Rồi, đấy là theo phương pháp trực tiếp nhá. Đây này, nó còn liên quan đến cái số của đầu kỳ của em này nhá. Đầu kỳ thì bằng cuối kỳ trước này, chuyển sang đầu kỳ này. Rồi, như vậy là chị đã giải thích cho em rất là kỹ về cái tính chất của quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhá. Mấy trường hợp xảy ra này, bảng cân đối kế toán này, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ rồi. Từ đây em sẽ làm được chưa? Và sau kết xuất XML và nhập khẩu lấy HTKK rồi kết xuất ra nộp. Như vậy là về báo cáo tài chính. Còn chứng minh báo cáo tài chính, chọn thời gian rồi đồng ý. Sau đó em bấm vào chữ xuất khẩu này. Mình sẽ để ở ngoài desktop là chứng minh báo cáo tài chính 2018. Riêng cái này thì mình sẽ nộp theo file đính kèm, và đồng thời em sẽ đổi tên cho chị thành công ty em, đúng không? Vì bản quyền đang ở bên chị. Như vậy là chị đã hướng dẫn cho em về phần thuyết minh báo cáo tài chính nhá. Vậy thì một bộ báo cáo tài chính bao gồm những gì? Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, cân đối kế toán, cân đối kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ. Nhưng mà trong đó cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ thì nó nằm ở trong một bộ, đúng chưa? Còn thuyết minh báo cáo tài chính nó nằm riêng ở một bộ khác. Em hiểu chưa nhỉ? Dạ.